Sen tuổi sông đất, sông nhà đầu năm 2024 cho gia chủ tuổi tân dậu 1981. Sông đất sông nhà vốn là tục lệ của người Việt có từ rất lâu đời. Cứ đến đầu năm mới là nhà nhà áp dụng tục lệ này nhằm chiêu tài đón lộc. Mong cuộc sống trong năm mới được thuận buồn xuôi gió, cuộc sống thịnh vượng, bình an. Vào dịp đầu năm mới, chủ nhà sẽ tìm kiếm người vía tốt, người hợp ngũ hành bản mệnh và thiên can địa chi để xông nhà cho mình. Người này sẽ là người đầu tiên bước chân vào nhà và mở cánh cửa tài lộc giúp gia chủ. Video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra những tuổi đẹp và hợp sông nhà nhất cho gia chủ tuổi tân dậu 1981 trong năm mới, 2024 giáp thìn này và trả lời một số câu hỏi về tử vi tuổi tân dậu năm 2024 để một năm mới suôn sẻ và gặp nhiều may mắn. Mời quý cô chú và quý bạn theo dõi. Khi chọn người sông đất năm 2024, gia chủ tuổi tân dậu 1981 cần lưu ý một số vấn đề như sau. Chọn người hợp tuổi người sông đất năm mới 2024 cần có thiên can, địa chi, cung mệnh tương hợp với chủ nhà. Gia chủ không nên chọn người có tuổi xung khác với mình. Các tuổi xung khác bao gồm tuổi thuộc tứ hành xung, lục hại, lục sung với tuổi chủ nhà và năm sông nhà chọn người có sức khỏe nhân phẩm tốt ngoài tuổi đạo đức phẩm chất của người đến sông nhà cũng là vấn đề gia chủ cần quan tâm người đến sông đất phải có sức khỏe tốt tính cách vui vẻ hoạt bát và nhanh nhẹn điều này giúp mang đến nhiều may mắn thuận lợi và suôn sẻ cho cả gia đình tránh người đang chịu tang kiêng khem theo quan niệm của phong thủy người đến sông đất có nhân cách đạo đức tốt nhưng đang chịu tang ông bà, bố mẹ, anh chị em. Sẽ mang lại nhiều xui xẻo, vận hạn cho gia đình. Bên cạnh đó, phụ nữ mang bầu, đang trong thời gian ở cữ cũng nằm trong danh sách kiêng khem. Chính vì vậy, gia chủ sinh năm 1981 chọn người sông nhà không nên mời những người này để tránh gặp khó khăn, thử thách trong năm tới. Chủ nhà sinh năm Tân Dậu 1981 muốn tìm được tuổi đẹp để sông đất. Sông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết các tuổi sông nhà xấu với tuổi 1981, cũng như đối với năm Giáp Thìn 2024. Dưới đây là 10 tuổi xấu với gia chủ Tân Dậu chọn người sông nhà năm Giáp Thìn thì tuyệt đối phải tránh, bao gồm các tuổi Đinh Mùi 1967, Mậu Tuất 1958,

Hại về địa chi so với tuổi gia chủ cũng như với năm giáp thìn 2024 nên bất lợi đối với việc sông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới. Vậy tuổi nào sông nhà cho gia chủ tân dậu 1981 mang lại tài lộc và may mắn? Người đầu tiên đến sông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn 10 người đến sông nhà ở phía trên thì dưới đây sẽ là danh sách 10 tuổi tốt nhất đến sông đất đầu năm 2024 cho gia chủ tuổi Tân Dậu 1981 bao gồm. 1. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956 mệnh Hỏa. 2. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 mệnh Mộc. 3. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 mệnh Hỏa. 4.

tuổi giáp thân sinh năm 1944 mệnh thủy. Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến sông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Trường hợp trong làng xóm không có tuổi nào ở danh sách phía dưới đây đến sông nhà được, hay họ có việc không đến được, thì gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ, gia chủ tuổi tân dậu thì nên mời các tuổi tị, thìn sử để mời đến sông nhà đầu năm 2024. Sau đây chúng tôi sẽ giải đáp 7 câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi tân dậu 1981 năm 2024 như sau. 1. Sinh năm 1981 bao nhiêu tuổi năm 2024? Nam mạng tuổi tân dậu 1981 trong năm 2024 được 43 tuổi nếu tính theo dương lịch và 44 tuổi nếu tính theo âm lịch. Hai, tuổi Tân Dậu năm 2024 hợp màu gì? Tân Dậu 1981 mệnh Mộc, hợp với các màu thuộc hành Mộc và hành Thủy. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành Mộc vì những màu này tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn. Như vậy, Tân Dậu nam mạng trong năm 2024 hợp nhất với các màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành Mộc nên ưu tiên sử dụng để thu hút năng lượng tích cực và may mắn. 3. Tân Dậu 1981 có phạm Thái Tuế không? Tử vi Tân Dậu 1981 năm 2024 không phạm vào hạn Thái Tuế. 4. Tân Dậu 1981 có phạm Tam Tai không? Tuổi Tân Dậu 1981 không phạm vào hạn Tam Tai trong năm Giáp Thìn 2024.

Năm 2024, gia chủ tuổi Tân Dậu có thể tiến hành xây nhà nhưng nên mượn tuổi làm nhà. Bởi trong năm Giáp Thìn 2024, nam Tân Dậu không phạm Tam Tai, không phạm Hoàng ốc nhưng phạm Kim Lâu. Vì vậy nếu tiến hành xây dựng nhà cửa thì nên mượn tuổi đẹp làm nhà sẽ được thuận lợi hơn. Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết liên quan đến tuổi sông nhà và tử vi tân dậu 1981 mà chúng tôi muốn chia sẻ cho bạn. Chúc quý bạn tuổi mậu thân có một năm mới tràn đầy may mắn, tài lộc phong phú và thành công trong sự nghiệp. Nếu thấy hay, hãy share, like và comment cho bạn bè cùng xem nhé. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi nhé.